Diễm Thi và chân Như kính chào quý khán thính giả với chương trình truyền hình của Đài Á Châu Tự Do. Xin mời quý vị đến với bản tin sáng thứ năm ngày 10 tháng Giêng với một số tin tức đáng chú ý đầu ngày. Tòa đại sứ Hoa Kỳ quan ngại trước việc Việt Nam tuyên án tù các thanh niên công giáo. Việt Nam yêu cầu WTO phân xử vụ tranh tụng bán phá giá tôm đông lạnh vào Mỹ. Thưa quý vị, Tòa đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam ra thông cáo chỉ trích việc Việt Nam kết án nặng nề 14 blogger tính đột dòng chú cứu thế trong phiên tòa tại Nghệ An. Thông cáo tỏ ý rất phiền lòng Trước sự kiện này, khi những người tín đồ chỉ thực hiện quyền tự do bày tỏ ý kiến mà đã bị án tù giam nặng nề vì tội lật đổ chính quyền theo Điều 79 Bộ Luật Hình Sự. Tòa đại sứ Mỹ tuyên cáo rằng những bản án này cùng với sự giam giữ blogger và luật gia về nhân quyền Lê Quốc Quân và việc y án các blogger điếu cày Nguyễn Văn Hải, Tạ Phong Tần, Phan Thanh Hải là một phần trong chiều hướng xâm phạm nhân quyền tại Việt Nam. Thông cáo kêu gọi Việt Nam trả tự do lập tức cho những người vừa được nói tới, đồng thời chỉ trích hành động của chính phủ đối với những cá nhân này đã không phù hợp với trách vụ của Việt Nam đối với Công ước Quốc tế về quyền dân sự, quyền chính trị cũng như bản tuyên ngôn nhân quyền Liên Hiệp Quốc. Trước đó, ngay sau khi tòa Nghệ An tuyên án tù với 14 người hoạt động cho tự do nhân quyền, tổ chức Ân xá quốc tế và Human Rights Watch cũng đã kích hành vi độc đoán phi pháp của Hà Nội và đòi trả tự do ngay lập tức cho các nạn nhân cùng nhiều người dân chủ bị bắt trước đó. Tiếp tục phần tin Việt Nam, trong một tuyên bố đưa ra hôm qua thứ tư 9 tháng Giêng, Thủ tướng Nguyễn Tân Dũng nói rằng, kiểm soát lạm phát và xử lý nợ xấu là trọng trách của năm 2013 và nếu lạm phát gia tăng thì Tổng đốc Ngân hàng Nhà nước phải chịu trách nhiệm trước chính phủ lên tiếng tại hội nghị tổng kết ngành ngân hàng sáng nay, ông Nguyễn Tân Dũng cho rằng thống đốc ngân hàng phải biết điều hành để giữ mức lạm phát thấp mà vẫn duy trì mức tăng trưởng. Ông yêu cầu phải điều hành chính sách tiền tệ sao cho lạm phát năm nay phải thấp hơn 6,8% của năm 2012. Về tình hình kinh tế toàn năm 2012, Thủ tướng Nguyễn Tân Dũng nhìn nhận là chính phủ chưa lường hết được những khó khăn nên nhiều mục tiêu và nhiệm vụ đề ra không đi sát với thực tế. Tuy nhiên, ông cho rằng ngành ngân hàng đã có những đóng góp quan trọng như điều hành chính sách tiền tệ một cách linh hoạt, nhờ đó giúp ổn định các vấn đề lạm phát, tỷ giá, giảm lãi suất và giải quyết những khó khăn cho doanh nghiệp. Quốc hội Việt Nam sẽ quyết định hoặc tiếp tục sử dụng hoặc có hướng xử lý khác đối với đập thủy điện sông Tranh 2 trong kỳ họp tới khi được tiếp tục báo cáo từ phía chính phủ. Báo chí trong nước đưa tin này trích dẫn lời Phó Chủ tịch Quốc hội Huỳnh Ngọc Sơn cho biết như vậy. Được biết, hôm thứ Ba vừa qua, ông Huỳnh Ngọc Sơn đã cùng một đoàn công tác đi thị xác đập thủy điện sông Tranh 2, đồng thời thăm hỏi và tặng quà Tết cho cư dân Bắc Trà My là khu vực thường xảy ra động đất, mà nguyên nhân được cho là phát xuất từ việc tích nước trong lòng hồ thủy điện sông Tranh 2. Theo số liệu và thống kê, đã có hơn 100 trận động đất lớn nhỏ xảy ra quanh khu vực Thủy Điện Sông Tranh 2 từ tháng 8 năm 2012 cho đến nay. Có nhiều trận rung chuyển đất với cường độ mạnh không chỉ tại Quảng Nam mà còn lan ra đến Đà Nẵng và Quảng Ngãi. Rung chấn khiến cho trên 1.000 căn nhà ở Bắc Trà My bị nứt nẻ, 32 công trình công cộng bị hư hại, thiệt hại vật chất trên 5 tỷ đồng. Động đất liên tục cũng khiến cho người dân trong khu vực lo lắng và hoảng loạn. Thưa quý vị, Việt Nam có khả năng chữa trị cho hầu hết những trường hợp cần thông tim cho trẻ dưới 6 tuổi. Tuy nhiên, nhiều người lao động hay ở trong vùng quê không biết điều này nên coi như không được hưởng. Phó giáo sư tiến sĩ Vũ Minh Phúc, chủ nhiệm bộ môn Nhi thuộc Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh, chủ tịch Hội Tim mạch Nhi và Tim bẩm sinh cho biết như vừa nói. Theo bác sĩ thì hiện tỷ lệ trẻ Việt Nam bị tim bẩm sinh là 8 đến 10 trên 1 ngàn. Nói cách khác, mỗi năm Việt Nam có khoảng 8-10.000 trẻ em sinh ra đã mắc bệnh tim. Ông nói Việt Nam cũng được đánh giá là một trong những quốc gia hàng đầu về kỹ thuật can thiệp thông tin. Trong lĩnh vực thương mại, Việt Nam yêu cầu tổ chức mậu dịch thế giới WTO chỉ định một ủy ban pháp lý để phân xử vụ tranh tụng trong vụ Việt Nam bị cáo buộc là bán phá giá tôm đông lạnh vào Hoa Kỳ. Theo đơn kiện do hiệp hội các nhà sản xuất tôm ở Hoa Kỳ gửi đến Bộ Thương mại Mỹ, Việt Nam đã nhập khẩu tôm đông lạnh vào Mỹ với giá rẻ khiến cho thị trường tôm nội địa Hoa Kỳ bị thiệt hại. Tuy nhiên, theo phía Việt Nam, thực tế cho thấy là Hoa Kỳ đã áp dụng những tính toán sai lầm liên quan đến vấn đề bán phá giá nên Washington phải rút lại hồ sơ nhiều vụ kiện mà phía Mỹ là nguyên đơn. Trong đơn khiếu nại mới đây gửi cho WTO, Việt Nam nói rõ cuộc thảo luận ở Geneva năm ngoái với đại diện Bộ Thương mại Hoa Kỳ không mang lại kết quả và mong muốn WTO làm trọng tài để phân giải vụ việc. Quý vị vừa theo dõi bản tin truyền hình của Đài Á Châu Tự Do, tất cả các chương trình của chúng tôi được đăng tải và lưu trữ tại địa chỉ avtungviet.net. Nếu bị tương lừa ngăn chặn, quý vị có thể vào trong web của AV tại địa chỉ achautuzo.info. Quý vị cũng có thể xem chương trình của chúng tôi bằng điện thoại di động tại địa chỉ vietnamese.rfa.org. Dũng Thi và Trân Nhi xin kính chào tạm biệt quý vị.